thưa quý vị và các bạn theo dõi chương mục điểm báo thưa quý vị và các bạn mới đây bộ chính trị thống nhất với đề án sửa đổi bổ sung chức năng nhiệm vụ quyền hạn của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo đó tên gọi của ban chỉ đạo được bổ sung thêm cụm từ tiêu cực điều này một lần nữa khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của đảng nhà nước trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực thực tế sự quyết tâm quyết liệt trong chỉ đạo điều hành công tác của đảng đã được dư luận ghi nhận đánh giá cao khi hàng nghìn vụ án tham nhũng với hàng ngàn bị can đã bị khởi tố điều tra truy tố xét xử hơn 800 vụ việc đã được đưa vào diện theo dõi. Nhiệm quy khóa 12 của Đảng đã chứng kiến số lượng không nhỏ cán bộ cấp cao vướng vào vòng lao lý vì tham nhũng, cố ý làm trái. Đó là kết quả sau những bước đi dài, bài bản từ công tác lý luận đến triển khai thực tiễn. Nổi bật là hai nghị quyết lớn của Đảng tại Hội nghị Trung ương 4 khóa 11 và Hội nghị Trung ương 4 khóa 12, cùng hơn 200 văn bản về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng chống tham nhũng do Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành có thể hiểu đây là những tuyên bố đanh thép của Đảng tuyên chiến với giặc nội xâm, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần đề cập, biểu hiện nguy hiểm nhất của tiêu cực chính là suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống, từ đó dẫn đến tham nhũng, vì thế việc phòng chống tiêu cực song song với phòng chống tham nhũng chính là cách xử lý toàn diện. Dịch COVID-19 kéo dài đã làm cho nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang dần đuối sức, không thể sản xuất, vì vậy để có thể tồn tại duy trì, các doanh nghiệp đã phải nỗ lực tìm mọi cách để vừa có sản xuất vừa đảm bảo an toàn. Các chuyên gia kinh tế cho rằng một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp đó là cần đề cao vai trò sáng tạo, tự chủ. Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 8 tháng qua, cả nước có tới 85.500 doanh nghiệp rời khỏi thị trường. Như vậy, trung bình mỗi tháng có gần 10.700 doanh nghiệp không còn tồn tại. Sự bùng phát mạnh của làn sóng COVID-19 lần thứ tư, cùng với các đợt giãn cách liên tiếp, đã khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị đình trệ mặc dù vậy trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế cũng có nhiều doanh nghiệp đã thích nghi với kịch bản sống chung với dịch để tiếp tục tồn tại và phát triển tới thời điểm này vẫn chưa thể đoán định được khi nào chúng ta thoát khỏi sự ảnh hưởng từ dịch Covid-19 do đó yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng là cần thay đổi chiến lược quản trị rủi ro và quản trị khủng hoảng chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 105 ngày 9 tháng 9 năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. Dư luận cho rằng những giải pháp cụ thể được nêu trong nghị quyết đã thể hiện sự tiếp tục đồng hành của chính phủ với các thành phần của nền kinh tế trong việc giải quyết khó khăn vướng mắc để tập trung nguồn lực khôi phục phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần bảo đảm an sinh việc làm cho người lao động. Nghị quyết số 105 với nhiều chính sách hỗ trợ có lộ trình kế hoạch cụ thể để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động trở lại, không để xảy ra khủng hoảng kinh tế xã hội, sớm đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường mới. Vì vậy, rất mong chính sách gia hạn nộp thuế, miễn giảm thuế phí, tiền thuê đất, hỗ trợ giảm tiền điện, tiền cước, tiền nước, chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động được thực hiện đầy đủ kịp thời để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sớm vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến những khu vực trọng điểm kinh tế đều bị ngưng trệ, sản xuất kinh doanh bị gián đoạn. Chính những điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu ngân sách nhà nước trong suốt những tháng qua và có thể kéo dài đến hết năm. Điều này đòi hỏi ngành tài chính từ nay đến cuối năm có các giải pháp linh hoạt trong điều hành nhằm đảm bảo cân đối nguồn thu. Theo các chuyên gia, mặc dù số thu có giảm nhưng nhìn một cách khách quan trong bối cảnh dịch bệnh, kết quả thu 8 tháng cũng đáng tích cực, thể hiện rõ nỗ lực của ngành tài chính trong việc điều chỉnh linh hoạt các chính sách tài khoá. Theo đó, nhờ đà tăng trưởng của nền kinh tế từ tháng cuối năm 2020, do một số ngành lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản được hưởng lợi từ chính sách tài khóa, tiền tệ, thực hiện theo nghị quyết 84 của chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng cần lưu ý dư địa cho sử dụng chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ trong những tháng cuối năm để kích thích, hỗ trợ sự phát triển kinh tế ngành tài chính cân đối chính sách tài khóa trên diện rộng, phối hợp giữa chính sách tài chính và chính sách tiền tệ hết sức chặt chẽ linh hoạt để đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế. Đặc biệt, một trong những giải pháp giúp cho dòng chảy ngân sách không bị ách tắc trong bối cảnh nhiều tỉnh thành đang thực hiện giãn cách để ngăn chặn dịch bệnh lây lan đang được ngành tài chính triển khai là đầu tư cơ sở hạ tầng trang thiết bị nhằm hiện đại hóa thu nộp ngân sách nhà nước. Bộ Tài chính kiến nghị vừa sửa đổi một số điều khoản của luật hải quan để Bộ Tư pháp tổng hợp xây dựng tại dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật trình Quốc hội, trong đó có đề xuất cho phép hàng miễn thuế tiếp tục lưu giữ tại Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh. Trong tương lai có thể xảy ra dịch bệnh khác ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Do vậy, việc sửa đổi quy định của luật hải quan nhằm cho phép hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại tiếp tục lưu trữ tại Việt Nam trong trường hợp xảy ra dịch bệnh là cần thiết nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Cụ thể Bộ Tài chính đề xuất bổ sung điểm A khoản 2 điều 47 Luật Hải quan quy định sau. Trường hợp xảy ra dịch bệnh theo công bố của cơ quan, người có thẩm quyền hàng hóa đã hết thời hạn lưu giữ, kể cả thời gian đã gia hạn được tiếp tục lưu giữ đến ngày cơ quan người có thẩm quyền công bố hết dịch và được tri cục trường tri cục hải quan quản lý, cửa hàng miễn thuế gia hạn một lần không quá 12 tháng kể từ thời điểm công bố hết dịch. Bên cạnh đó, Bộ cũng đề xuất bổ sung khoản 1, điều 61, theo hướng trường hợp xảy ra dịch theo công bố của cơ quan, người có thẩm quyền, hàng hóa đã hết thời hạn lưu giữ, kể cả thời gian đã gia hạn được tiếp tục lưu giữ, đến ngày cơ quan người có thẩm quyền công bố hết dịch và được Cục trưởng Cục Hải quan Quản lý Kho Ngoại gia hạn một lần không quá 12 tháng kể từ thời điểm công bố hết dịch. Khi xuất khẩu chỉ được xuất qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, trường hợp đặc biệt khác phát sinh giao chính phủ quy định hàng trăm đường dây sản xuất mua bán giấy tờ giả bị đánh sập. Cũng ngần ấy vụ việc người sử dụng giấy tờ tài liệu giả bị phát hiện xử lý, nhưng tình trạng này vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Chỉ cần nhấp chuột tìm kiếm trên Google, các trang mạng, trong đó một nốt nhạc xuất hiện hàng triệu đường link liên quan đến mua bán đủ loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ giả mạo. Việc xuất hiện các đường dây làm giả giấy tờ đi đường, giấy xét nghiệm COVID giả để thông chốt dẫn đến nguy cơ làm lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng. Thời gian gần đây vấn nạn giấy tờ giả thực sự báo động khi lực lượng chức năng phát hiện nhiều đường dây sản xuất giấy đi đường, giấy xét nghiệm COVID-19 giả và hàng trăm trường hợp dùng các loại giấy tờ giả để thông chốt kiểm dịch. Hành vi làm giả và sử dụng giấy đi đường, giấy xét nghiệm COVID-19 giả của các đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Để ngăn chặn tình trạng làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và việc sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan khi phát hiện các trường hợp vi phạm thì phải xử lý thật nghiêm theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần phải có các biện pháp vận động để khuyến khích người dân tham gia tố giác đối với các hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Có như vậy mới ngăn chặn được tình trạng này. Dịch bệnh COVID-19 và việc thực hiện giãn cách kéo dài khiến tình trạng thiếu hụt nhân lực đang diễn ra trầm trọng ở hầu hết các ngành sản xuất, trong đó có những ngành mỗi năm mang lại cả chục tỷ đô. Ước tính bị đứt gãy trên 50% lao động. Về lâu dài, cần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực lao động bằng tốc độ phủ vaccine phòng chống COVID-19. Đại diện các hiệp hội các doanh nghiệp đều cho rằng, ngoài các giải pháp tình thế trước mắt, thì về lâu dài cần phải giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực lao động bằng tốc độ phủ vaccine phòng COVID-19 cho người lao động. Trong đó, nhóm nông lâm thủy sản mang về 13 đến 14 tỷ đô la trên một năm, cao nhất trong nhóm ngành nông nghiệp, nhưng đến cuối tháng 8 chỉ có 15 đến 20% công nhân ngành gỗ được tiêm chủng vaccine COVID-19. Để đảm bảo sản xuất an toàn, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn kiến nghị phối hợp với các tỉnh thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn ra soát xây dựng phương án thực hiện 3T để hoạt động phù hợp với đặc thù của từng loại hình sản xuất của doanh nghiệp. Đặc biệt có hướng dẫn cụ thể khi người dân đã được tiêm đủ hai mũi vaccine, có lao động duy trì sản xuất, lưu thông và tiêu thụ hàng hóa nông sản. Bên cạnh đó, xây dựng hướng dẫn về phòng bệnh COVID-19 ở vùng xanh giữa các vùng xanh để tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực sản xuất nông nghiệp. Đầu năm học 2021-2022, cả nước có 26 trên 63 tỉnh thành phố phải tổ chức dạy và học trực tuyến. Có thể một số địa phương chỉ dạy và học trực tuyến ở một số vùng, nhưng giáo viên học sinh sẽ phải có Internet, có máy tính để dạy và học. Theo thống kê của ngành giáo dục, hiện có khoảng 1,5 triệu học sinh đang thiếu thiết bị để học trực tuyến. Đây là nỗi lo, là điều trăn trở của nhiều gia đình học sinh cũng như của toàn xã hội. Chương trình sóng và máy tính cho em không chỉ kêu gọi sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm mua máy tính, tặng học sinh nghèo vùng dịch hay ở vùng sâu vùng xa mà còn mong muốn tất cả chúng ta cùng chia sẻ với ngành sư phạm với các em học sinh trong năm học đặc biệt này. Từ đó giúp các em tiếp thu được kiến thức, nuôi lớn tâm hồn và vun đắp ước mơ trở thành những công dân có ích cho xã hội sau này. Thế hệ tương lai của đất nước rất cần được miễn cước phí khi dùng mạng, được hướng dẫn bảo đảm an ninh an toàn trong dạy và học trực tuyến nó cũng đã tạo cú hích chuyển đổi số tạo điều kiện cho giáo viên học sinh tiếp cận với công nghệ hiện đại để phát triển sau này hạnh phúc là cho đi sóng vào máy tính cho em cũng chính là đầu tư cho tương lai của đất nước mong rằng điều này sẽ sớm đến với các trường học và học sinh khó khăn dù một ngày không xa chúng ta sẽ khống chế được dịch bệnh các em học sinh được tung tăng cắp sách tới trường nhưng những gì mà xã hội dành cho các chủ nhân tương lai của đất nước sẽ còn mãi những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm báo ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại